Bây giờ kho báu ở dưới rất là nhiều vàng bạc này. Này chia bây giờ cái gì? Không, đừng đốt bom vậy, đừng đốt bom vậy. Bây giờ phải chia đều. Nãy giờ là các ông gây đam nhào. Tôi thấy là tôi gây nhiều đam nhất, là tôi phải được nhiều tiền nhất. Tôi không cần biết. Bây giờ các ông biết tôi là gì không? Tôi là tổng quản ở đây là phải nghe lời tôi. Các ông đi ra ngoài. Cái gì? Tổng quản gì vơ vẩn? Đây là lý của Hùng nha, nói thẳng luôn nha. Hùng là thằng bế nó ra ngoài nhá. Bế nó ra ngoài là cái gì? Tính ra mèo béo không có tác dụng luôn, ông đi ra ngoài. Ơ cái gì vô vẩn đấy nhở? Này, mày bế nó ra ngoài là mày tăng độ khó cho game biết không hả? Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Béo. Hôm nay là mình lại quay trở lại với con map Pharaoh siêu to khổng lồ các bạn ơi. Hôm trước thì mình đã dùng thử thách là cùng với 40 các fan là tiêu diệt con Pharaoh siêu to khổng lồ rồi. Thì cái hôm đấy mình nghĩ là nó khá là lag các bạn ạ. Bạn nào đã coi video mà Mèo Béo cùng với 40 fan tiêu diệt Pharaoh siêu to khổng lồ thì đừng quên để bị đột phím bởi các bạn nhá. Lúc đấy thì mình nghĩ là cái con boss này nó khá là dễ rồi, 40 người mà đánh có 2 phút là chết con boss rồi. Rất là nhiều bạn yêu cầu mình là anh ơi anh cùng cốt team là tiêu diệt con boss này đi. Thì ok, hôm nay mình đã tuyển được thanh niên Hùng Makira và Thịnh Tún cùng đồng hành với mình là tiêu diệt con Pharaoh siêu to khổng lồ này. Anh em đâu rồi? Hùng đâu rồi? Thịnh rồi? Em sẽ bắt cua lên đầu nó. Hùng ơi. Hả? Rõ ràng là nó mời anh em mình vào chơi mà giờ nó nói là nó tuyển ấy, giờ ta phải đi về đi. Thôi. Được. Trời ơi. Vâng. Này bảo này, cái con nhìn thấy không? Nhìn thấy con Pharaoh không? Đấy. Ở dưới chân đó là một cái hầm mộ, một cái hầm mộ bên dưới toàn kho báu luôn, Ấy phải ra ba mấy con này em ra em nhấc nó đi ra. Bây gọi anh em đến đây là kiểu lấy kho báu ở dưới chân nó thế không? Đấy, ở dưới chân nó là một hầm kho báu đấy. Thế thì bây giờ không phải đánh nó đâu, bây giờ em xuống em nhấc nó, em bế nó ra ngoài xong anh bọn anh lấy nhá. Kinh rồi, chưa gì ở gáy ở trời ơi, mày biết con này khỏe lắm không hả? Không, chưa gì gáy kinh vậy. Nhìn cái là thấy nó bé bé rồi, em sẽ bế nó như công chúa vậy. Ê, trời. Nó có đi được không vậy? Nó đi nữa, không, nó chỉ đứng yên một chỗ thôi, nhưng mà cứ chơi thì biết. Trời ơi, con này mày nó mạnh nó lắm, nó mạnh lắm đấy. Trời ơi, đừng có gáy, tí nữa nó vả cho không chịu phát nào luôn đấy. Ai, ok, vậy, chiến các này, bạn ơi, bây giờ là mình cùng với Thịnh Tún và Hùng Makira sẽ solo xem là thằng nào gây được nhiều đam nhất vào cái combo này các bạn nhá. À, để coi nào, combo này mình nhớ không nhầm là nhìn nó thế này thôi, mà tí nữa nó gọi đệ là đồng lắm các bạn ạ. Ok, trước khi vào video, các bạn đừng quên để lại like, đừng quên chia sẻ video và đừng quên nhấn vào nút ký và chuông đăng ký các bạn nhá. Và hãy làm video tương tự với các thành viên của GOAT team gồm có Hùng Makira này, Thịnh Tún, Ruby và Zero Official các bạn ơi. Zo. Đếm ngược 3 giây. Chuẩn bị chiến. Ui, có cả AK47 này. Ê, AK47 này. Ê, sấy AK6, sấy AK6. À. AK này sấy tâm ruồi rồi ông. Chưa đâu X6. Ôi trời, tâm ruồi thế này thì chơi bởi gì? Nào. Rồi, kia, ra bắt cua đi mày. Đấy, ra vào bắt cua đi. Ok, ủa? Được rồi, em tiên phong lên, em nhảy lên đầu nó trước này. Đấy, để em xem đầu có đang có nhảy được không? Ước cái gì đây? Rồi xong, thằng Hùng hy sinh rồi. Này thì gáy to này. Gáy to. Đầu con này nó bẩn quá, em không con này không đủ tư cách để em nhảy lên nhỉ? Ui, các bạn ơi nhìn kìa. Xung quanh nó toàn một lửa kiểu như lửa địa ngục hay lửa gì ấy, nhìn kinh quá các bạn ạ. À. Chết thật. Thế là không tiếp cận rồi. Ui, nó gọi ra mấy nó gọi ra mấy con mini boss nhiều quá. Chết toang. Anh ấy rồi. Đi gần nhau, đừng tắc lẻ, đi gần nhau. Nó gọi ra những cái con gì đây? Ê, đông ơi. Cái này gọi con xác ướp ấy, mấy con xác ướp nhỏ đấy. Ui, ghê thật. Mấy con này là mấy con nó gọi là dị tật này. Mấy bọn mình dị tật nó bằng bó cái này đấy. Xác ướp cầm cung mua này ghê thật. Ui, có cầm cung mua này. Chết toang. À đây, nó có rơi đồ ăn này. Này thì pha rông khổng lồ là khiếp, nhưng mà nhìn mặt con này nhìn bựa của gì ấy. Đúng rồi, để em thông đít nó cho. Trời ơi, mê. Anh bị hạ cục luôn rồi. Anh em đi chung, bảo vệ. Anh mới chết có lần đầu hả? Anh, em chết chục lần rồi. Đi chung đi, mày đi lẻ thì chả chết chục lần. Trời ơi. Thôi. Xem không ổn rồi. Bây giờ là phải 3 người là rất là ít. Phải dùng chiến thuật thôi, phải dùng cái đầu thôi, chứ bắn không là không ổn đâu. Không đủ đam đâu. Bây giờ em ra bế nó. What the hell, mày bế nó? Trời ơi, tao không bị cảm tử anh em ơi. Trời ơi, tao không bị cảm tử anh kìa. Đúng rồi, chui thẳng hàng nó. Ui, nó đẩy kìa, đúng rồi. Ui, nó có cái lửa ấy, nó có lửa xung quanh người nó, chết thật. Ui, đẩy mình ra. Ui, xung quanh con boss này nó có một cái vầng lửa bảo vệ kìa. Đấy, không thể tiếp cận được luôn. Wow. Em đẩy được nó ra rồi. Em bế được nó rồi. Trời ơi. Thằng Hùng nó cân cả thế giới các bạn ơi. Trời ơi. Sợ thật. Một mình chứng mafia. Trời ơi. Đừng mà công nhận là cái bọn này khỏe quá, chết thật. Mấy con nhỏ cũng khỏe này.
ghê thật đấy. Tổng quản tới đây để tổng quản bế, để tổng quản bế, để tổng quản bế. Yểm trợ nhau, yểm trợ nhau, yểm trợ nhau. Đúng rồi, yểm trợ đi để em bế. Ui tự mini boss này, mini boss này, trời ơi mấy con sắc ướp này nhiều. Ui, quá cái con này sao nhìn chân mà bây giờ nó lại chạy ra cái chân vậy? Đâu có chân à? Tưởng không có chân, không có chân à? Chạy ra cái chân này, anh nhìn này, anh nhìn này, em nhìn em đẩy nó xuống. Really? Really? Ôi thằng hôm nó đẩy được boss kia kinh thật. Em đẩy được boss xuống kia. Hay 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 hay, được 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 được, để tham gia vào, tham gia với. Ồ hay 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 hay. Ui này này, boss này boss. Ui con boss này bay kìa, nó bay kìa. Con boss này bay lơ lửng không kìa. Ui nó lơ lửng chứ không kìa. Mẹ mình đấy là con boss ra ngoài lên thấy không? Trời ơi con boss này nó bay được kìa. Ui ghê đấy, ghê đấy. Con này dễ thương, để em xem dưới váy nó có gì không. What? Trời biến thái mày, bắt được không? Ui các bạn ơi, hôm biến thái kìa, nó đi soi váy con Kha Đông kìa. Ở bên dưới nó có cái hai cái miếng hình tam giác. Thôi mày. Bạn nào thấy hôm biến thái đừng có lại phía hai các bạn nhá. Trời ơi hôm biến thái quá. Trời ơi, bế nó đau quá, bế này. Trời ơi, hôm đi soi váy Kha Đông. Trời. Ê mày béo, tính ra ông bảo là dưới chân nó có kho báu mà nó chạy ra rồi nè, kho báu đây nè. Không hiểu à, đây này thấy không? Thế thùng thuốc nổ không? Bây giờ là phải kiếm bật lửa để đốt thùng thuốc nổ, hiểu chưa? Em chỉ nhớ anh nói là dưới chân nó có kho báu, với em xuống dưới chân em chả thấy cái gì hết anh ạ. Thì mày thấy cái hầm, tức là cái hầm ở dưới chân, tức là dưới chân nó vơ vẩn, mày nghe không? Ở đây dưới chân trời nó chả có gì cả anh ạ. Cái hầm ở dưới chân, mày nghe cũng gì trời ơi. Dưới chân nó chả có cái hầm nào cả anh ạ. Có đấy đấy, cái hầm đấy đấy. Trời ơi. Đâu, dưới chân nó đâu có cái hầm đâu, em đang đứng dưới chân. Tại mày đẩy nó ra rồi. Ôi chính ra tao bắn vào váy nó đây. Ê, okay. Bắn từ dưới lên trên luôn. Ôi thông cực mạnh luôn. Thôi. Thông không trượt vắt nào cho em. Ui nhưng mà mấy con này bé đánh khỏe quá. Mấy con nhỏ là khỏe quá. Chui vào hàng nó rút đi, nó bảo kê cho chui vào hàng nó rút đi. Đúng rồi, chui vào hàng, chui vào hàng. Nó vứt mấy cái con củ nồi ra vướng quá. Nó đốt. Không, tao bảo này, chui vào hàng nó cho nó không phải được quái đâu. Nè. Nhìn nè. Mày để tao. Đúng rồi, chui vào hàng. Nút váy. Ui ui, nút váy đàn bà kìa. Ấy, sao biết đàn bà? Mình nhìn hai bi ấy, mình nhìn hai bi cho em. Có hai cái bi ấy. Em biết đàn bà rồi mà anh lại kêu là nó là cái bi thì em chịu. Nó là có hai cái bi mà, tao thấy cả hai cái bi. Rõ ràng nó làm DD mà. Ừ, cũng. Okay. Ui, bạn nào là thấy con Phan Long này là nam thì đừng lại bị lợi phim 3 nhá. Còn nào là nữ thì bị lợi phim 4 nhá. Chứ mình cũng không biết giới tính gì đâu các bạn ạ. Ui, không biết là giới tính gì luôn. Thế như là từ thời Pharaoh ngày xưa cũng có BD các bạn ạ, chắc là thế đấy. Không sao, mèo béo ạ, em lo được. Ui, nó đuổi theo thật sao? What the hell? Không sao, mèo béo ạ, vụ này em lo được. Ui, nó gì chắc rồi kìa. Ui, ôi, nó bị chạy à? Ui, nó không bay nữa, nó dừng kìa, nó không bay nữa kìa. Chết rồi, giờ sao soi váy được mày? Thôi, giờ sao soi váy được? Toang rồi. Ê, có ai để ý tay nó như kiểu tay Thanos không? Ôi, đúng. Nó đeo hai cái găng tay vô cực lên mày. Trời đậu. Ôi trời. Ôi cái loại tay nhìn hay nhở. Ồ. Hai cái găng tay và hàng vô cực hàng. Ê mà không hiểu nhá. Cái tam giác ở phía lưng nó là gì ấy? Thấy không? Thấy cái hình tam giác to sau lưng nó không? Đấy em nghĩ là hàng made in China đấy, nó cắm vào lưng cho đẹp thôi anh. Nhìn mấy cái mũi hàng mã ấy nhở, chết thật, giống kiểu như đồ vàng mã ấy. Thật giống giống. Kéo rồi, thật sự đeo nhiều cái. Ôi nó chết được kìa. Lên lên. Ôi nó ngang rồi à. Ôi nó ngang rồi à. Ôi bật lửa. Sao? Đang định khoe là nhìn nó đeo nhiều vàng giống XO. Đúng. Trời, cứ lượn. Ấy, thấy không thấy nó giàu không? Nhìn qua thấy nó giàu rồi gì nữa. Bây giờ kho báu dưới này, từ. Anh biết cái này nó có nghĩa là gì không? Đó là một thế giới không thể có hai thằng đeo nhiều vàng. Thế giới chỉ có em thôi. Đúng rồi, từ này, bây giờ là trước khi mở kho báu ấy, tao cần phải phân chia đã. Bây giờ phải phân chia trước đi. Bởi kho báu ở dưới rất là nhiều vàng bạc này. Này bây giờ không, đừng đốt bom vậy, bây giờ phải chia đều. Nãy giờ là các ông gây đam như nào? Tôi thấy là tôi gây nhiều đam nhất, là tôi phải được nhiều tiền nhất. Không cần biết, bây giờ các ông biết tôi là gì không? Tôi là tổng quản ở đây, là phải nghe lời tôi. Các ông đi ra ngoài. Cái gì? Tổng quản thì vơ vẩn. Lý của Hùng nha, nói thẳng luôn nha, Hùng là thằng bế nó ra ngoài nhá. Bế nó ra ngoài là cái gì thật? Tính ra mèo béo không có tác dụng luôn, ông đi ra ngoài. Cái gì vô vẩn thế nhở? Này, mày bế nó ra ngoài là mày tăng độ khó cho game, biết đâu hả? Mày bế nó ra ngoài là mày tăng độ khó cho game. Trời ơi. Nói chung là ông không có tác dụng, ông đi ra ngoài đi. Không vô vẩn thế hay nhở? Tôi mời các ông vào đây để tìm kho báu, phải chia kho báu chứ vô vẩn nữa. Tôi là người cầm bật lửa, bây giờ tôi không châm là ông không được kho báu đúng không? Bây giờ là chia phần trăm này. Bây giờ ví dụ là kho báu nó có 100 tấn vàng ấy, thì bây giờ mỗi anh em là
Tôi 50, còn anh em 25-25, đúng không? Ok, được rồi, thế thì bây giờ em chia lại này. Thế thôi, bây giờ... Cái gì mà 50 với cả 25-25 tốt cả một người ông gấp đôi luôn. Tôi là chủ mà, tôi mời các ông vào đây mà tôi phải hoa hồng chứ, đúng không? Kho báu chia làm 5 phần, 5 chia 3 bằng 2. Thôi bây giờ tao lấy 3 phần. What the hell, 5 chia 3 bằng 2? What the hell? What? 5 chia 3 bằng 2? Logic ở đâu ra vậy mày? 5 chia 3 bằng 2? Mày học lớp mấy vậy? 12. Vớ vẩn. Bây giờ như này này, về đếm là tao là một người cầm có 3 cái bật lửa, đúng không? Thì tức là tao ở đây là thằng to nhất và tao sẽ được, ví dụ như có 10 phần thì tao phải được 6 phần. Hai mày được 3 phần. Bây giờ như thế này, như mày, mày đưa cho mỗi thằng cái bật lửa, châm cho thằng nào vào ăn được thì lấy. Đúng, được, hợp lý. Được. Chia bật lửa này. Rồi, bật lửa này. Chia ra mỗi thằng quay lưng châm một quả bom. Okay, rồi. 1 2 1 2. À, chạy. này thì không chân này. Chết tôi. Không bảo đâu. Đâu, thằng nào kêu kho báu, tránh ra để anh lấy nào. Ok, kho tao phát hiện tao với mày bị lừa này, không có kho báu đâu. Ok, nghe thông tin từ các nhà khảo cổ là bảo có kêu kho báu lắm mà. Ok. Vãi ơi, có mỗi cái kho báu hàng fake loại 1 này thôi à? Thôi. À, các bạn ơi, trời ơi, vậy là mình cùng Thịnh Tú và Hồ Magira đã tiêu diệt được con boss siêu to khổng lồ các bạn ơi. Trời ơi, bây giờ chúng nó dí mình kìa. Mình lỡ lừa chúng nó có kho báu ở dưới để dụ chúng nó chơi cùng mình, nhưng mà chết tuổi toang rồi các bạn ơi. Ok, thì trước khi kết thúc video, các bạn đừng quên để lại like, đừng quên chia sẻ video và đừng quên nhấn nút đăng ký các bạn nha. Chạy thôi, bye bye các bạn nha.